Xin chào, tôi là một thành viên của đại gia đình Imax Farm. Hôm nay chúng ta sẽ có một hành trình thú vị. Một chuyến tham quan đến nhà máy đạt chuẩn EU GMP của Imax Farm. Đến nay, Imax Farm đã có nhiều cụm nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO GMP và cả EU GMP. Trên tay tôi là những loại thuốc được sản xuất từ nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì sản phẩm giống như được sản xuất tại châu Âu. Chính vì thế, nhà máy EU GMP có những tiêu chuẩn khắt khe hơn về đội ngũ nhân sự và máy móc so với WHO GMP. Với hơn 40 năm phát triển, Imax Farm tự hào là đơn vị đầu tư nhà máy tiêu chuẩn EU GMP với nhiều dây chuyền sản xuất nhất tại Việt Nam. Tại sao sản phẩm EU GMP có giá thành cao hơn, chi phí sản xuất tốn kém hơn WHO GMP nhưng Imax Farm vẫn đầu tư? Mời các bạn cùng tôi khám phá sự khác nhau giữa hai nhà máy WHO GMP và EU GMP qua những điểm sau đây. 1. Tiêu chuẩn đánh giá. 2. Phần mềm. 3. Phần cứng. Nhà máy GMP được đánh giá theo cách nào? WHO GMP được viết tắt bởi nhóm chuyên gia về sản xuất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và dành cho những nước đang phát triển. Nhà máy WHO GMP được đánh giá bởi các chuyên gia trong nước và các yêu cầu sẽ được vận dụng linh hoạt tùy theo tình trạng khoa học công nghệ của quốc gia đặt nhà máy. Trong khi đó, nhà máy EU GMP buộc phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn khắt khe thuộc Bộ Y tế của các quốc gia trong cộng đồng châu Âu. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như sản xuất thuốc bán tại Pháp, thì nhà máy phải tuân thủ theo EU GMP do Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp đánh giá. Để đạt được tiêu chuẩn EU GMP, nhà máy phải có thuốc được đăng ký và lưu hành tại quốc gia đánh giá ở đây là Pháp. Yêu cầu của EU GMP là phải áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất vào việc sản xuất thuốc có chất lượng tốt nhất. Cứ mỗi 3 năm, sẽ có chuyên gia từ châu Âu đến đánh giá tình trạng tuân thủ các quy định mới. Chính vì thế, nhà máy EU GMP luôn phải cập nhật, theo dõi, nâng cấp hệ thống máy móc và cả con người. Tiếp theo là phần mềm. Phần mềm bao gồm quy trình quản lý hồ sơ, dữ liệu và đội ngũ nhân sự. Quy trình quản lý, theo dõi, kiểm tra chất lượng sản phẩm của EU GMP khắt khe và nhiều hơn so với WHO GMP đến 3 lần. Thế còn nhân sự? Để có thể làm việc trong nhà máy EU GMP, mỗi nhân sự cần hội đủ các yếu tố sau. Có trình độ chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn vững chắc để có thể tiếp nhận những yêu cầu ngày càng mới và khắt khe. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ giỏi để trao đổi trực tiếp với chuyên gia nước ngoài. Có tinh thần học hỏi luôn chủ động cập nhật kiến thức, tiêu chuẩn quy định mới từ châu Âu. Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Sau cùng về phần cứng. Phần cứng bao gồm nhà xưởng, máy móc và nguyên vật liệu. Chi phí đầu tư nhà máy ở EU GMP luôn cao hơn WHO GMP từ 30 đến 40%. Nhà máy ở EU GMP được xây dựng dưới sự tư vấn, thiết kế và giám sát từ các chuyên gia châu Âu. Nếu không đạt yêu cầu, nhà máy không thể đi vào vận hành. Nhà xưởng phải đáp ứng được những yêu cầu sau: tiêu chuẩn châu Âu, chống nhiễm chéo để đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân cũng như chất lượng sản phẩm tốt nhất. Hệ thống không khí tươi, nước và khí thải phải được xử lý đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Máy móc cũng cần phải đảm bảo là máy nhập từ thương hiệu nổi tiếng theo tiêu chuẩn châu Âu, đi kèm đầy đủ hồ sơ, giấy kiểm định cũng nhiều và phức tạp hơn máy móc dùng cho nhà máy hệ WHO GMP nhiều lần. Chứng minh vật liệu sử dụng an toàn cho sản phẩm tuyệt đối. Còn nguyên vật liệu? Nguyên vật liệu phải đảm bảo được 3 tiêu chí sau đây mới có thể đi vào sản xuất: nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn châu Âu hoặc có chứng nhận bảo hộ từ châu Âu. Nguyên vật liệu phải được kiểm tra toàn diện trước khi sản xuất. Nhờ đó, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu được đảm bảo ngay từ ban đầu từ khâu nhà sản xuất. Như vậy, chi phí vận hành cũng như tiêu chuẩn con người làm việc tại nhà máy EU GMP cao hơn WHO GMP rất nhiều. Do đó dẫn đến giá thành sản phẩm cao hơn, nhưng vượt trội về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn. Hiện nay, Imax Farm sở hữu 4 cụm nhà máy, trong đó 3 cụm nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP với 12 dây chuyền sản xuất thuốc uống và thuốc tiêm. Nhà máy kháng sinh công nghệ cao EMP2 Vĩnh Lộc được xây dựng vào năm 2018 với vốn đầu tư 180 tỷ đồng. Nhà máy nhận được chứng chỉ EU GMP do Bộ Y tế Bồ Đào Nha cấp vào tháng 9 năm 2018. EMP2
chuyên sản xuất thuốc không vô trùng thuộc nhóm penicillin, bao gồm viên nang cứng, viên nén bao phim, thuốc bột với công suất thiết kế 250 triệu đơn vị một năm. Cụm nhà máy EMP3 Bình Dương gồm có hai nhà máy Cephalosporin được chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU GMP từ năm 2016 do Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Tây Ban Nha cấp, với tổng vốn đầu tư 163 tỷ đồng. Nhà máy đạt công suất 15 đến 20 triệu lọ, 200 triệu viên một năm, và nhà máy penicillin đạt 5 đến 7 triệu lọ một năm. Nhà máy công nghệ cao EMP4 Bình Dương khánh thành vào năm 2019 với vốn đầu tư 470 tỷ đồng. Nhà máy được xem là ngôi sao sáng nhất của Imex Farm cho đến thời điểm này. Nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP vào năm 2022. EMP4 mang trong mình những công nghệ tiên tiến nhất của ngành dược tại Việt Nam, như dây chuyền thuốc bột đông khô pha tiêm cho cả hai nhóm thuốc steroid, non-steroid và dây chuyền thuốc tiêm Plofusil. Những công nghệ mới này giúp cho việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng sản phẩm an toàn hơn. Nhờ đó mà hiệu quả của thuốc đối với người bệnh tăng tối đa. Với sự đầu tư cũng như tinh thần trách nhiệm, Imex Farm được đánh giá cao thuộc nhóm tốt và uy tín nhất trên thị trường dược Việt Nam hiện nay. Như sự cam kết ngay từ đầu, Imex Farm tự hào với sứ mệnh cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng.